Đây là cảm biến dòng điện AC-S712-20A. Cảm biến thường được sử dụng để đo dòng điện AC hoặc là DC với giải đo lên đến 20A. Ở đây chúng ta sẽ thường dùng cảm biến để kết hợp với các vi điều khiển cho ra nhiều ứng dụng khác nhau như là điều khiển máy móc, đo lượng điện tiêu thụ hoặc là giám sát hệ thống điện. Ở đây thì cảm biến sẽ cho ngõ ra dạng analog tại chân out của cảm biến. Các bạn sẽ thấy có 3 dòng cắm VCC, out và GND. Với VCC là GND để cấp nguồn 5V cho mặt hoạt động, và chân out sẽ là chân tín hiệu ngõ ra dạng analog. Trên mặt sẽ gồm có một ngõ gồm hai chân domino là hai chân IB cộng và IB trừ mà chúng ta sẽ dùng để kết nối với tải. Ở đây nếu chúng ta mắc nối tiếp thì dòng điện sẽ đi từ IB cộng sang IB trừ, và ngay lúc này thì tại ngõ ra và out sẽ ra mức điện áp là khoảng từ 2,5 đến 5V DC, tương ứng với mức dòng điện là từ 0 đến 20A. Và nếu chúng ta mắc ngược lại ở hai ngõ ra IB cộng và IB trừ thì ngõ ra và out sẽ từ 2,5 đến 0V và dòng sẽ đi ngược lại là từ 0 đến âm 20A nha các bạn. Ở trạng thái bình thường khi chưa đấu tải thì ngõ ra và out sẽ là 2,5V. Như bây giờ thì mình sẽ kết hợp mạch cảm biến dòng với mạch Arduino Uno R3. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một đoạn code mẫu để test với cảm biến dòng này nha. Với đoạn code này thì chúng ta sẽ không cần phải khai báo thư viện. Bây giờ thì mình sẽ giải thích sơ qua về các dòng lệnh ở trên đoạn code. Thì trước tiên chúng ta sẽ khởi động cổng serial đọc với tốc độ là 9600. Ở vòng lập lớp thì chúng ta sẽ cài đặt biến Everin bằng 0. Tại vòng lập for thì chúng ta sẽ lấy mẫu khoảng 1000 lần. Ở mỗi lần lấy mẫu thì chúng ta sẽ thực hiện việc tính toán với biến Everin sẽ bằng Everin cộng 0.0264, nhưng tín hiệu điện áp đọc được tại chân A0 và trừ cho 13,51, tất cả sẽ chia cho 1000, sau đó delay khoảng 1 mili giây. Chúng ta sẽ thực hiện việc tính toán này khoảng 1000 lần trên 1 giây, sau đó sẽ in ra cổng serial biến Everin từ cảm biến mà chúng ta đã tính toán được. Sau khi chuẩn bị đoạn code xong thì chúng ta sẽ nạp chương trình cho Arduino. Sau đó khởi động cổng serial monitor. Ở đây thì trước tiên mình sẽ sử dụng cảm biến để đo dòng điện của một thanh LED 12V nha các bạn. Lúc này dòng điện tiêu thụ của thanh LED đang khoảng 0,02A. Và với đoạn code này thì khi tải không hoạt động thì cổng serial sẽ cho dòng điện ra là giá trị âm nha các bạn. Và cứ mỗi giây thì nó sẽ xuất dòng điện lên cổng serial một lần. Dòng điện đang đo được cũng khá là chính xác nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng để đo một động cơ DC 12V. Và lưu ý khi lắp đặt thì chúng ta nên cấp nguồn riêng cho cảm biến và tải nha các bạn để cho ra độ chính xác cao nhất. Ở đây thì chúng ta có thể ứng dụng mạch cảm biến với các vi điều khiển để làm ra các hệ thống điều khiển máy móc hoặc là đo lượng điện tiêu thụ và giám sát hệ thống điện v.v. Và đến đây video của điện tử DT đã kết thúc. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.